Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ cả nhà món tảo xoắn xào sả ớt lá chanh nha. Theo thông tin em được biết thì cái tảo xoắn này nè, nó có cái giá trị dinh dưỡng rất là cao, đặc biệt rất là tốt cho người ăn chay ha. Món này sau khi hoàn thành rồi, tảo xoắn giòn thơm của lá chanh sả ớt, vị mặn mặn, ăn cơm rất là ngon. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Trước tiên thì em sẽ dẫn cả nhà mình đi hái một ít lá chanh trước nha. Cây chanh nhà em thì hôm nay nó ít lá non lại rồi cả nhà. Chanh này thì nó hơi già rồi, nên em sẽ hái một ít thôi. Sẵn tiện quay cho cả nhà xem cái dàn chanh dây của em nè. Hôm nay được mấy trái sắp chín rồi nè cả nhà. Nó vàng hết nửa trái hết rồi. Cái này khoảng 1-2 ngày nữa là mình có thể hái được rồi đó. Quay qua bên này thì em có một cái dàn đậu rồng nè, đang trái rất là nhiều. Và đây là cái đợt trái tơ đó cả nhà, trái đầu tiên á. Bây giờ thì em sẽ hái một ít xuống, chút xíu nữa mình ăn cùng với lại tảo xoắn xào sả ớt nha. Đậu rồng trồng nhà cả nhà, cho nên á mình hái trái nhỏ nhỏ như vậy nè. Nó vừa non, vừa ngọt, vừa giòn, ăn rất là ngon. Đây ạ, đó, nhìn hấp dẫn chưa nè. Hái có chút xíu thôi mà em có được á 2-3 nấm như vậy nè cả nhà. Đó, rất là ngon luôn cả nhà ha, tươi rói rói luôn. Và đây là tất cả thành quả nãy giờ em và cả nhà mình hái xong nè. Bây giờ mình sẽ cùng nhau vào bếp nha. Thì cái nguyên liệu chính ngày hôm nay đó là tảo xoắn. Ở đây em có là 20g tảo xoắn khô. Thì theo như thông tin người bán, đây là loại tảo xoắn ống. Thì nó là một cái phần ngon nhất và giá trị dinh dưỡng nhiều nhất trong cái tảo xoắn. Thì cái tảo xoắn này bằng ống rồi người ta cắt ra dạng thanh cho mình như vậy nè, chứ không phải cái loại tảo xoắn mà cả nhà thấy nó có xoắn xoắn ha. Đây, để em lấy cái gói tảo xoắn cho cả nhà xem. Đây là cái loại em mua nè. Ở trên bao bì thì người ta có ghi là tảo xoắn chi lê thượng hạng. Thì cái gói em sử dụng là 200g đó cả nhà. Hạn sử dụng thì 12 tháng. Trên bao bì thì người ta có chỉ mình cách sơ chế nè, cách sử dụng ha, và có ghi đầy đủ thành phần ở bên này luôn. Đây ạ, đó, 100% tảo xoắn sấy khô, rồi công dụng của tảo xoắn ha. Thì do là đây là loại tảo xoắn ống á, cho nên mình sẽ chế biến được đa dạng món ăn hơn so với là cái tảo xoắn thông thường, tại vì nó giòn hơn á cả nhà. Thì em sẽ mang cắt thành từng khúc ngắn ngắn như vậy, hoặc cả nhà cũng có thể ngâm xong rồi mình cắt cũng được nha. Sau khi cắt xong thì em cho vào đây là 500ml nước. Bây giờ thì em sẽ để tảo xoắn ở đây và mình sẽ ngâm cái tảo xoắn này cho nó nở mềm ra nha. Phần tảo xoắn này em ngâm được 10 phút rồi nè cả nhà. Bây giờ tảo xoắn nó đã nở mềm ra rồi. Và khi mà cả nhà bóp vào, cả nhà thấy là cái phần tảo xoắn này nó có nhớt nha. Đây ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ mang cái phần tảo xoắn này mình đi rửa sơ lại với nước trước nha. Thì do là nó có nhớt cho nên mình sẽ bóp bóp một chút rồi mình xả với nước nha cả nhà. Mình vừa xả mình vừa bóp cho nó ra bớt cái nhớt đi ha. Thì cái phần tảo xoắn này á, theo em thấy á, thì cái mùi của nó sẽ đậm đà hơn, kiểu mùi nó nặng hơn mùi rong biển chút xíu nha cả nhà. Và cái nhớt của nó cũng nhiều hơn rong biển nữa, cho nên á, cái bước này á, mình cần phải sơ chế thật là kỹ thì khi thành phẩm ra mình ăn nó mới ngon nha. Thì sau khi rửa sơ với nước xong thì em bắt cái nồi nước lên, cho vào đây là một cây sả đập dập cắt khúc và vài lát gừng cắt lát. Tiếp theo thì em sẽ cho vào đây là một vá giấm ăn. Giấm này là giấm nhà nuôi nha cả nhà. Cả nhà cũng có thể là cho giấm đóng chai cũng được ha. Rồi em sẽ mở bếp lên, rồi mình sẽ đậy nắp lại, mình nấu cho nồi nước sôi lên. Thì khi nước bắt đầu sôi lên thì mình sẽ tiếp tục nấu thêm khoảng 5-10 phút nữa để cho cái tinh dầu của sả và gừng nó ra cho nó thơm ha. Rồi mình sẽ cho cái phần tảo xoắn vào đây. Rồi mình sẽ trần sơ cái phần tảo xoắn này. Thì tùy vào mục đích của món ăn mình làm mà mình có thể là
trần cái tảo xoắn này nhanh hoặc là lâu nha. Thì với cái món xào sơ ớt này thì em sẽ trần cái tảo xoắn 2 phút, hoặc cả nhà cũng có thể là lấy một miếng ăn thử xem là cái độ giòn nó có vừa ý với mình hay chưa, rồi mình mới bắt đầu là vớt cái phần tảo xoắn này ra nha. Thì sau khi vớt ra rồi thì em sẽ tiếp tục mở dưới cái vòi nước như vậy, mình sẽ tiếp tục bóp vắt rửa qua 2-3 lần nước để cho nó sạch nhớt nha cả nhà. Thì do là mình làm xào sơ ớt chút xíu nữa mình xào khô á, cho nên nếu mà cả nhà trần nhanh quá thì khi xào nó sẽ bị dai. Còn nếu như mà mình đem nấu canh, nấu súp hoặc là mình nấu những cái món có nước á, thì mình sẽ trần cái tảo xoắn này nhanh hơn, mình trần khoảng 1 phút được rồi ha. Thì sau khi mà mình xả xong rồi thì mình sẽ vắt cho cái phần tảo xoắn này nó ráo nước rồi mình để nó sang bên nha. Tiếp theo thì em sẽ sử dụng ở đây là 2 cái lá chanh. Do là lá chanh này nó hơi già nha cả nhà, nó không có được non cho nên em sử dụng ít thôi. Còn nếu cả nhà sử dụng lá chanh non hơn thì cả nhà có thể sử dụng tầm khoảng 5 lá nha. Em sử dụng tiếp là 1 tép tỏi, 1 củ hành tím, 4 tép xả và 1 trái ớt sừng không cay. Tất cả các nguyên liệu thì em sẽ mang đi cắt và băm nhuyễn nó ra luôn nha. Bây giờ em bắt chảo lên, cho vào chảo khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng thì cho hết cái phần hành, tỏi, xả với ớt băm nè. Mình sẽ phi thơm cái phần này lên. Mình xào đến khi nào mà cả nhà thấy cái phần hành, tỏi, xả này nè, nó khô lại như thế này và nó xe, nó có cái màu vàng nhẹ đó cả nhà, nó khô lại ha, thì được. Thì em sẽ tắt bếp rồi em cho gia vị vào đây luôn. Em cho vào đây là 1,5 muỗng cà phê đường, 1,5 muỗng cà phê hạt nêm chay, 3 muỗng cà phê nước mắm chay và nửa muỗng cà phê bột nghệ. Bây giờ mình sẽ mở bếp lên để lửa nhỏ, rồi mình sẽ nấu cho cái gia vị nó tan ra, rồi mình có thể nêm nếm cân chỉnh lại chút xíu theo khẩu vị gia đình nha. Thì khi mà cả nhà nêm nếm xong á, thì mình sẽ cho hết cái phần tảo xoắn vào đây. Rồi mình cũng sẽ xào tảo xoắn trên lửa nhỏ. Mình xào đến khi nào cái phần hành, tỏi, xả đây nè, nó khô, nó rút lại, nó dính vào trong hết cái tảo xoắn đó là được. Đây, cả nhà thấy nè, đó, phần xả tỏi nó bám vào trong cái tảo xoắn như thế này là được rồi ha. Rồi bây giờ thì em sẽ cho hết cái phần lá chanh vào đây. Rồi mình đảo sơ lên thì mình có thể tắt bếp, mình dọn cơm ăn được rồi cả nhà. Món này ăn cơm bắt lắm. Phần tảo xoắn thì nó giòn ha. Rồi phần xả ớt nè, nó thơm và nó cay, rồi thơm lá chanh nữa, ăn rất là ngon luôn. Và một lưu ý, món này mình ăn nóng mới ngon nha. Phần tảo xoắn này thì mình có thể chế biến được rất là nhiều món ăn. Đó, thì hôm nay em chia sẻ một cái món đầu tiên, đó là món tảo xoắn xào xả ớt lá chanh, rất là ngon luôn, ăn cơm rất là bắt. Đó, thì có sẵn cái chảo tảo xoắn như vậy rồi thì mình có thể ăn kèm với một ít dưa leo nè, một ít đồ chua, hoặc là như em thì hôm nay thì em sẽ ăn kèm với đậu rồng nhà trồng ha. Như vậy là em và cả nhà mình nãy giờ đã làm xong món tảo xoắn xào xả ớt lá chanh rồi đó cả nhà. Rất đơn giản, dễ làm cả nhà ha. Thành phẩm thì rất là ngon luôn. Hy vọng rằng cả nhà mình sẽ yêu thích cái gợi ý món chay ngày hôm nay. Nếu thấy yêu thích kênh, cả nhà hãy nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới nha. Đừng quên like video và chia sẻ về cho bạn bè cùng xem. Bây giờ thì em xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo.